tiếng tùm tìm mắt bồ câu long lanh. Nón quai thao trong tranh, áo dài thế tha thương. Kìa là chị hai đi chơi hồi, kìa là anh ba đi chơi hồi. Tưng bừng làng trên xóm dưới, xôn xao một ngày xuân. Bên sân đình dòng người hối hả ngưỡng vui, câu hát xưa gợi xuân tình miền trầu đường duyên ai. Kìa là anh hai đi chơi hồi, kìa là chị ba đi chơi hồi, hát bao hồng dài lụa mềm yên tha mang nắng về hồi xuân. Cho lòng ai yêu vùng nhớ thầm, tình quen trong một tháng, nghĩa để dài trong năm. Mắt bồ câu long lanh, nón quai thao trong tranh, áo dài thế tha thương. Kìa là chị hai đi chơi hồi, kìa là anh ba đi chơi hồi. Đừng bừng làng trên xóm dưới, xôn xao một ngày xuân. Trống đã rúc bên sân, câu hát xưa gợi xuân tình miền trầu đường duyên ai. Kìa là anh hai đi chơi hồi, kìa là chị ba đi chơi hồi, hát bao hồng dài đưa mềm yên tha mang nắng về hồi xuân. Ba duyên dáng cho làm ai yêu buồn nhớ thầm, tình quen trong một tháng, nghĩa để dài trong năm. Tình quen trong một tháng, nghĩa để dài trong đại diện tổ 51 lễ 4 bài. Thập phương chư Phật thái hư không, bách ức phân thân
hiển hiện đồng, biến hóa vạn ban, bích ngọc tương, tràng nghiên thiên xích, tử kim dung, giao vọng tây kiền, thân đỉnh lễ, giáng lâm đông độ, giáng vô cùng. Việt Nam quốc, Bắc Linh tỉnh, Bắc Linh thành phố, Tiền An phường, phố Hàng Mã, tổ 5 nhân dân số 51, hội trưởng Nguyễn Thế, Nguyễn Thúy Ngọc, Trần Thúy Ngọc, sắm hương hoa đăng, trà quả thực, tiến lễ nhân ngày tiệc đức thánh Trần Hưng Đạo Đại Vương 19 tháng 8 năm 2023, tức Quý Mão Liên thiên vận nay xin cầu cho tất cả nhân dân cùng tổ 51 do bà Trần Thúy Ngọc làm hội trưởng cùng gia đình được mạnh khỏe, an khang, thịnh vượng, con cháu đầy đàn. Xin Đức Thánh Trần phù hộ cho tất cả bà con nhân dân khu 5 nói chung và tổ 51 nói riêng được mạnh khỏe, bình an.